Hello, lại là một tuần mới với làn da tràn đầy sức sống. Và hôm nay sẽ là một routine mang lại cho các bạn một làn da cực kỳ săn chắc và bóng khỏe, vậy nên đừng bỏ qua nhé. Đầu tiên, sau các bước làm sạch thì Linh sẽ sử dụng serum Cosu 4.0. Và nếu mà ai chưa biết về tác dụng của sản phẩm này thì hãy xem video của tuần trước nhé. Cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần lấy sản phẩm từ vòi bơm và sử dụng 3-4 giọt cho toàn khuôn mặt. Rồi massage đều thì sản phẩm sẽ thẩm thấu vào da và cho bạn một làn da thật là căng bóng và ẩm mướt. Và tiếp theo đó, để khóa ẩm cũng như là dưỡng cho da thật trắng sáng hồng hào hơn nữa, Linh sẽ sử dụng kem phủ tuyết của Cosu. Kem phủ tuyết thì cực kỳ phù hợp với những bạn có làn da thâm sạm, vì kem có những dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Không những vậy, chất kem còn giúp cho bạn có một làn da hồng hào và trắng sáng từ cả bên ngoài nữa. Vậy nên ai thường xuyên có một làn da mệt mỏi thì hãy thử trải nghiệm kem Cosu nhé. Và đây chính là kết quả của sự kết hợp giữa hai sản phẩm màu hồng xinh yêu đến từ Cosu đây nè. Nếu có ai đang muốn sở hữu một làn da trong trẻo và hồng hào như thế này thì đừng quên Cosu nha. Cảm ơn các bạn vì đã xem đến cuối clip này. Bye bye.